Mẹ không có xuống thuyền. Đâu rồi? Chào cả nhà. Lấy cái thau nè, thau đây nè. Đi lấy cái thau này cho chú đi. Quá sức rồi. Tận này lớn rồi hả? Gỡ dưới hai đem lên đây gỡ. Gỡ rồi hết rồi hả? Có bán không? Bán mua luôn. Chơi cho ăn nhiều ăn đi, còn nhiêu bán đi chị bán cho. Vậy sao không quất thêm lưới nữa? Đó, nó dính cái một là xong à. Dính cái một là xong vậy hả? Thảy cái thao xuống cho chú kìa. Thôi chú nó đi với mẹ. Để chú sẽ đỏ lại rồi mày đi với nè. Ghẹo em không à. Anh Bi có ghẹo không? Anh Bi mà không ghẹo ai ghẹo? Chắc Hiền. Chiếc Hiền hả? Đi không? Đi chiếc Hiền không? Mẹ đi. Xuống chiếc Hiền đi không? Hai ghẹo em. Rồi gớt cái hộp rồi kìa. Lỗ. Hai cái điện thoại chết luôn á. Sao? Chưa lỗ. Chút nữa mới lỗ. Dưới. Cái gì với cái gì? Dồn không à? Cái dồn mà. Để hỏi anh này có mua không? Cái dồ này làm gì ăn? Kho mắm. Trời ơi. Kho mắm một cái á nha. Hết ý luôn. Trời ơi. Một lưới bột hả? Lưới bột 28. Đựng tôm nữa kìa. Khiên vô. Khiên chứ sao ghen nổi. Mệt rồi. Mẹ. Ơi. Tự ngoái vô đây. Cái cá này là của anh Hồ Vũ nè. Anh mua hết trơn này của mấy đứa em á, đem về hàng mua lại cái hàng bán dùng cho bán cho mấy đứa em luôn. Bây giờ bán được rồi. Bây giờ hàng làm gửi cho anh. Gửi đi ra ngoài Đắk Nông á thì chiều nay hàng gửi cái này với 5 kg cá khoai với 2 kg tôm sắt. Chiều nay mình đi. Đi cái này cỡ xe 2 giờ chạy rồi. Đi Đắk Nông. Đắk Nông, Đắk Lắk. Giờ hàng với Bi làm. Với mấy đứa em chừa lại một mớ nè. Đây, chừa lại mớ này để cho anh ăn. Biết chiều nay nấu gì ăn đây nè. Trời ơi, con cá nâu mà nó còn mập nữa, nó nhỏ mà nó còn mập nữa nè. Luôn một cái. Nấu cơm thêm. Cơm. Không để không đủ rồi. Đúng không? Cái bì nó gọt rồi nha. Nghỉ một lại thôi. Con gọt cái hết thịt luôn. Đấy. Bộ mang mấy quả cá luôn. Mang cho nó ấy chín nè. Mình bỏ cá đi. Cái đầu tôm vô. Hãy
quá trời nhân này. Nhân nhiều quá ngon. Đất này kho như vậy này. Rồi kia đi. Để như vậy là ít kho sao. Về ơi. Về hả? Sốt gì mà. Vậy đó, chút nữa ăn cho mà cứ ở rủ đây ăn cho mà. Hết rồi, hôm qua y sinh hai ba liều nè, kêu lên đây. Nãy vừa quên cái chưa hết, nó chạy diễn hơi luôn nè. Sao nó không nói gì hết trơn, tự chạy về. Bởi vậy. Ở đây có gì chị Hằng đưa thuốc nè. Chị Nghị về đổi xe với vợ. Chị Nghị đổi xe. Chắc là về đổi xe. Chua. Hôm qua cho con của giờ cho khóm vô ha, cho nó chua đi cà vô. Tới con chuyện rồi con chua này. Có quế không ta? Nhiều quế quá. Chắc quế ta. Chín rau có mình thấy lỡ như sao. Rồi cho cá vô. Ốp sơ sơ đi. Cùng hòa kho muối nha. Không có nước mắm thì không muối. Để có cách hai rồi. Để mình bự thôi. Chắc không dừa. Dừa. Còn muối ớt cả nhà. Còn muối với ớt luôn. Ớt luôn thôi. Cá vô, cá vô. Bây giờ. Dạ dạ. Chế rồi. Múc bỏ trước cái nhựa này, quậy cho nó gà cá. Múc bỏ này. Bỏ múc trước đi. Đó, cá này lòi lên. Bởi là cá luôn ha. Rồi cái vỏ béo kìa nhiều. Chưa ăn đâu biết béo à. Rồi kìa, chua khó đạn. Chữ lắm rồi, chua được cả nhà. Rồi ôi cái đầu. Đầu mình từ lơ dưới này nè, lơ lắm. À. Rồi cái đầu nó vô. Tới công chuyện vậy? Được không? Tới công chuyện luôn, được không gì vậy?
rồi một con sắp sắp mình bỏ tiêu rắc tiêu một chút xíu này. Một chút xíu gì không? Cấp tóc mỡ. Tóc mỡ không đủ hả? Có không? Mời cả nhà ăn cơm. Dương cái này. Cơm à. Cá à. Chén không? Trời ơi. Tám cái dồ. Điểm cái dồ biển. Nó còn chua. Hai phụ nam vô bếp. Tám cái. Chắc có bia. Đúng rồi. Ba. Chén bia. Nó. Cái này. Mình nhảy vào đây nè Bình. Có cơm chén nè cho con. Ừ nó nứt con ra kìa. Chị hả? Đưa chén. Quanh tư ơi. Mời cả nhà. Mời bác Thương, mời bác anh chị. Mời tất cả anh chị luôn nha. Nhưng mà chị Sa Thi. Thúy. Chị tên Thúy. Ủa xin chén luôn ơi. Chén cơm với ai? Sáng giờ chưa ăn gì. Bánh mì luôn. Ăn đi ăn cơm. Ăn cơm miếng đi rồi hả? Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà nhậu. Vừa mời cơm mình mời nhậu. Mời nhà ăn cơm. Ủa tâm không về gì mất tiêu rồi. Chị đến đầu nó về chiếc răng này. Chắc ngủ luôn rồi. Ừ. Về. Ngủ quá. Mình về giờ nó về rồi. Canh chua kìa Bình. Cá này giòn ngon quá. Cái dồn ngon quá rậm với quá. Dồn ngon quá. Chứ ăn biết ngon nè. Vậy nè biết ngon nè. Đúng không? Để gấp mà. Béo. Béo không? Béo không? Béo không? Béo không? Béo nguyên cái này luôn ha. Ăn không? Không. Bước đi. Dừa, dừa ăn hả? Dừa. Ăn vô mới biết có dừa hay không? Mày ở nhà ăn bao tử cá dồn. Tới một chuyện nữa. Béo ghê. Béo dữ vậy. Bỏ cái đậu nó dồ luôn rồi nhắn này. Vô em. Vô em. Vô em. Không được anh. Dự dằn cái được rồi. Rồi. Hết cái khỏe không? Cái này con đứng dậy. Quen quen. Vậy bữa mà không đi quýnh rồi nấu chua trên cơm nắng con cũng còn rồi chẳng phải đâu này con còn à bê chèn chén khác bê mà ớt cay chèn nó chè chèn cơm nào trắng nào gì đâu không có đi quay không có không có có không đi xe hả nè con sao kìa
Còn nồi sao nữa? Để xíu rồi. Để xíu rồi. Cá tươi. Thấy ngon. Mình mở không? Tính là cơm lên con. Một hồn tới chị thôi. Giờ hết cơm nơi kiếm rồi kìa. Sao không đủ em nấu thêm nồi nữa. Không đủ phải rồi. Ừ. Đâu có, mình la ra. Đừng kéo ra đó. Đau dùm nữa. Trang nó rửa mình. Ngon. Ngon. Nước rồi. Tao ăn lạc xưởng hay không? Ngon rồi. Ai dính này đây. Dính để bài này quá hả? Dính đi. Dính cái đầu qua cho mình rửa. Dính hăng rồi. Hăng rồi. Nước nó đã. Hai người đi chứ không lẽ một mình tôi chắc hai nữa hả? Chẳng khác gì tôi mạnh quá đúng không? Tôi cứng quá. Cá giò không á mà cần cá gòi gòi á lưới nhiều quá lưới nhiều chút nữa bé Bình đi đá banh về rủ bé Bình xuống dưới đây mò giọt được mò ít giọt đằng nha. Ngày mai nha mình dọp hấp thái. Anh Bánh nhắc chuẩn bị đi lưới nha, bắt đầu xuống lưới nữa. Bên kia nhà anh Phương cũng có cái ghe lưới. Mình chờ ở đâu mình xuống mình mò. Mình mò để sáng cái mình làm à. Mình để cho nó nhả sình ra. Sáng mình hấp thái nha, ngon. Hấp thái thì dễ. Sà tế với xả. Mình hấp luôn cái nước của nó. Bởi vì mình phải cho nó nhả sình bớt. Này là gửi đồ cho em chưa? Đó, nãy quên kêu con lấy nước trong cái đó, đổ vô trong kia. Thôi giờ con đi cái thùng này trước đi. Cái này thì 5 kg cá nhưng mà được có 4 kg mấy. Này hàng làm hết đây nè, hàng làm hết này cá lùng xộn nè. Này cái mình làm mình để tủ đông á. Ngon lắm luôn. Cái này còn có cá đối nó hơi hàng để chung vô luôn. Mua 5 kg mà còn có 4,5 kg. Hàng gửi luôn. Nhìn ngon vậy. Mà cho em như nè, cá đối thì hơi nhiều. Em dặn cá đối mà không có cá đối. Chỉ có cá đối xong thôi, cá đối xong thì nó không biết bự nữa. Nó ốm nhìn nó bự mình ốm nhôm vậy nè. Này chiên không được, xả rồi, không được.
cũng nè, có cá nâu, cá bóng nè, làm sạch sẽ hết trơn. Rồi cá ấy đâu con, cá ngát đâu? Hình như lấy 2 kg cá ngát, nhưng mà bữa nay được con thứ 9 làm rồi luôn không? Hả? Chưa đâu. Có mau bụng. Nãy nó còn sống. Trời ơi. Chưa cho nó tê. Ôi, nó mới tê rồi. Thấy ra mình làm đó. Cái này là tôm lộn xộn nè. Thì hằng mua hết có em tèo luôn. Có mấy con tôm này bự luôn nè. Ngon ghê. Thì này 2 kg nè. Gửi lên cho em. Tôm này tôm thiên nhiên á. Cái tôm này nè mình mua đem về cái mình lựa vậy mình để vô tủ lạnh á. Để dành mình ăn mì. Còn mấy tôm này nhỏ nhỏ thì mình rang. Rang còn con này có bạc đất rồi nè. Mấy này nó canh đồ ngon lắm luôn. Này 2 kg. Giờ thằng cho nước đá vô và mình cho cá vô nha. Giờ mấy con cá này thì thằng làm nha. Cá này thì cá ngát nè. Bi giờ nãy còn sống mà bi để đá vô đừng cho chết, đừng dễ làm. Nhưng nó vẫn chưa chết. Những cá này nó sống dai lắm nhưng mà đi thì mình đi sống không được nha. Nếu mà đi sống lên trển á, nếu mà hàng không ngủ cái bụng này ra thì nó sẽ ăn tông, nó sẽ bị hôi. Còn vậy thì cá này cỡ này là vừa, nó quanh chua dữ lắm luôn. Giờ Bi mới chở đồ lên trên nó để đi gửi nha. Cho nên giờ đây uống nước trà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà vào lớp sau.